Kính thưa tất cả bà con cô bác, hôm nay là ngày giỗ của ba cháu Tiên. Tôi là mẹ của cháu Tiên sẽ có đôi lời nhắc nhủ đến công ơn của cha mẹ. Cha mẹ ơn sâu tựa đất trời, nuôi con lao nhập chặt đầy vơi, mở vòng tay lớn ôm con trẻ, dẫn dắt con đi suốt cuộc đời. Cha cuộc đời bằng vai gánh nặng, mẹ cuộc đời đôi dép lạc vàng trắng. Mẹ cha cùng gánh vác hy sinh, mẹ cha quên cả thân mình vì con. Tấm cha mẹ là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn, biển đông có lúc đầy vơi, chứa lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Sau đây là đôi lời mẹ nhắn nhủ với các con lúc mẹ còn sống. Con ơi, mẹ chẳng cần chi mong con ứng xử trong khi mẹ còn, cho đúng bổn phận làm con là tấm gương sáng để con soi vào. Cho dù sức khỏe thế nào, tuổi già tất phải dựa vào con thôi. Sanh đơn đạt nghĩa cho đời, chỉ mong nghe lấy những lời thân thương. Cuộc đời vất vả trăm đường, đắng cay mẹ chịu nguyện ngọt dường phần con. Ngày qua tháng lại mỏi mòn, ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần. Ầu ơ nước mắt trong ngần, mẹ dành tất cả mọi phần hầm hiu. Giờ đây tuổi đã xế chiều, mong con nghe lấy những điều mẹ khuyên. Còn khi đã khuất núi non, chẳng cần có khóc vì non làm gì. Ngày giờ cũng chẳng cần chi làm mắm cổ lớn mang đi cũng ruồi. Chỉ cần lúc sống này thôi, công cha nghe mẹ con thời nhớ ghi. Chẳng cần vào yếu làm chi, chỉ cần thắm hoài bởi vì cô đơn. Ân cần tỏ tấm lòng sâu như miếng đậu đắng, như ngón tay mời nhắn quà phải giữ lấy lời. Dù là cao quý hèn đời có môi, cuộc đời thiện ác thế thôi, biết có nhân quả mẹ thời an vui. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ma con nặng má hay cây luôn dạ con phú á. Tặng má hai cây chứ mọi người tặng cây à.